Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu với các ứng viên thi thăng hạng viên chức, chức danh nghề nghiệp bác sĩ ngành y tế, phần mềm hình thức trắc nghiệm.com hỗ trợ cho học viên ôn tập môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin theo hình thức trắc nghiệm. Để đăng nhập vào phần mềm này, học viên cần phải có cái mật khẩu và ký danh thì muốn có được thì hãy gọi điện cho thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang giảng dạy đại học lâu năm có nhiều kinh nghiệm. À, theo số điện thoại là 0943078123 hoặc 0912595654 sẽ được cấp cái ký danh và cái mật khẩu đăng nhập vào phần mềm cho học viên ôn luyện các môn các môn kiến thức chung tiếng Anh tin theo văn tiết trách nghiệm để dự kỳ thi thăng hạng viên chức chức danh nghề nghiệp bác sĩ ngành y tế thế thì hôm nay tôi xin giới thiệu cái các cái loại một vài loại câu hỏi một vài dạng à, câu hỏi còn có rất nhiều dạng câu hỏi phân loại học viên đã được các thầy giáo giảng dạy trường đại học và cùng với thạc sĩ Lê Văn Quang đã up lên phần mềm. Học viên có nhu cầu ôn luyện trên phần mềm này các loại câu hỏi thì hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Thì hệ thống câu hỏi phải phân loại được học sinh để phục vụ mục đích của kỳ thi là chúng ta phân loại được, phân hạng được à, chức danh nghề nghiệp bác sĩ từ hạng 3, hạng 3 lên hạng hạng 2 rồi từ hạng 2 à lên hạng 1. Đấy, như vậy là làm nào để chúng ta đậu được từ hạng 3 lên hạng 2 rồi từ hạng 2 lên hạng 1. Như vậy hạng 1 sẽ là hạng cao nhất à của cái chức danh nghề nghiệp bác sĩ. Thì theo thông tư của Bộ Y tế và à, liên tịch với Bộ Nội vụ thì phân làm 3 hạng. Thế thì cái câu hỏi định lượng mang câu hỏi thứ nhất là mã số nào của viên chức chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng 2? thì thì chúng ta để ý có bốn phương án A B C D cái mã số nhóm đầu giống nhau là V.0801 giống nhau. Cái cái mã cái dãy cuối cùng đây là khác nhau này, 01 này, 02 này, 03 này, 04 này. Thì như vậy 01 ở đây là hạng 1 thì dễ nhớ rồi này. 02 là hạng 2, 03 là hạng 3, 04 là là không có. Đấy, thế thì chúng ta để ý là gì? Để theo thông tư thì bác sĩ cao cấp hạng 1. Đấy, rồi bác sĩ chính hạng 2 bác sĩ hạng 3. Như vậy chúng ta đang ở à, bác sĩ hạng 3, nay chúng ta muốn lên bác sĩ chính hạng 2, chúng ta phải dự kỳ thi thăng hạng. À, chúng ta muốn à, đang ở bác sĩ hạng 2, chúng ta lên à, chức danh bác sĩ cao cấp hạng 1, chúng ta phải à, tiến hành gì? Ôn luyện để chúng ta ôn thi thăng hạng viên chức, à, chức danh nghề nghiệp mà bác sĩ ngành y tế. Đây là cái quy định mới à, theo thông theo nghị định 161 của chính phủ. Đấy thì à, như vậy là à, phương án đúng của câu hỏi chính là à, đáp án B. Thế đối với à, câu 2 thì như vậy là chúng ta thăng hạng thì chúng ta phải biết được nhiệm vụ của bác sĩ hạng 1 được làm cái gì, nhiệm vụ của hạng 2 làm cái gì, nhiệm vụ của hạng 3 làm cái gì để từ đó là chúng ta có thể phấn đấu hoàn thành tốt được nhiệm vụ. À, trước khi à, trước khi chúng ta đang ở hạng 3 chúng ta lên hạng 2 rồi trước khi chúng ta ở hạng 2 lên hạng 1 chúng ta phải thi thi, thi qua kỳ thi để chúng ta hiểu được cái nhiệm vụ của anh hạng 2 cái anh đang hạng 3 và anh muốn lên hạng 2 anh phải hiểu nhiệm vụ của anh hạng 2 rồi anh muốn lên hạng 1 anh phải hiểu nhiệm vụ của anh hạng 1 là để chúng ta à, à, hoàn thành tốt được nhiệm vụ thì cái loại câu hỏi có chất suy luận này thì cái cái phương pháp học này nhiệm vụ nào sau đây là của viên chức chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng 1 thì chúng ta để ý là các thầy đưa ra ba phương án chẳng hạn để chúng ta so so, so so sánh cho biết cách học thôi. ví dụ a là chủ trì thực hiện tư vấn này cho người bệnh này hoặc gia đình hoặc người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp. b là tổ chức thực hiện tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp. c là tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp. thì ta để ý là gì các cái cụm từ sau là nó rất giống nhau như vậy anh hạng một là chủ trì à chúng ta để ý cái từ chủ trì này anh hạng hai là tổ chức này anh hạng ba là tư vấn thôi thế từ đó ta suy ra phương án a chính là đáp án đúng của câu hỏi à, à, là chúng ta hỏi là nhiệm vụ của của chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng một thì phương án a Đấy, cái 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 phương pháp học là chúng ta để ý là cái anh hạng một là cao nhất Anh hạng hai hạng ba thì các từ viết trong thông tư nghị định nó cũng thể hiện được cái 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 cái, cái nhiệm vụ của anh hạng một là anh hạng một đây chủ trì anh hạng hai là tổ chức anh hạng ba là tư vấn cùng một nhiệm vụ thôi đấy chủ trì thực hiện đấy thế thì đây tư vấn thực hiện đấy. cái anh tư vấn cho người bệnh anh này là tổ chức thực hiện tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn dịch vụ phù hợp người ta để ý là các cụm từ sau là nó 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 đang giống nhau nó chỉ khác cái cụm từ đầu để chúng ta học cho nó nhanh và chúng ta tìm được đáp án đúng của câu hỏi trắc nghiệm thì à, bác sĩ chính rồi bác sĩ rồi bác sĩ cao cấp chúng ta để ý thế là chúng ta sẽ học thì trong phần mềm này có rất nhiều dạng câu hỏi để đưa lên để cho chúng ta học làm sao đó qua được cái vòng 1 để chúng ta có cơ hội thi vòng 2 thì trên phần mềm này đã có rất nhiều học viên ôn luyện thi tuyển công chức viên chức thăng hạng viên chức và nâng ngạch công chức đã đậu được kỳ thi thì cũng mong rằng là các em tin tưởng phần mềm của thầy và thấy bài giảng hay hãy ấn vào nút đăng ký ấn vào hình chuông để nhận các video tiếp theo để chúc các em thi năng hạng đạt kết quả tốt